giải đấu mà Nhâm Mạnh Dũng là vua phá lưới. Ngày hôm nay hy vọng rằng huấn luyện viên Thế Hiếu sẽ tiếp tục có sự thành công mới với một đội bóng quê hương, đội bóng Nam Định. Anh đã dẫn dắt đội bóng này vượt qua vòng loại và bây giờ đang là đội bóng góp mặt trong trận khai mạc ngày hôm nay. Trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ U10 Sài Gòn ra sân với sơ đồ 3-4-1-2. Thi đấu rất hay ở vòng chung kết U15 và họ đã vào đến bán kết. Bây giờ thì đội U17 Huế cũng sẽ có mặt. Không có lỗi về vị, nguy hiểm. Rất tiếc là tình huống dứt điểm của các cầu thủ trẻ bên phía U17 Nam Định lại đưa trái bóng đi vọt xa. Có lẽ người dứt điểm chính là tiền đạo chủ lực của họ, Trần Văn Thành. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Không việt vị, bóng không chạm một cầu thủ nào. Và khi bóng rời chân của tiền vệ số 10 Đỗ Ngọc Minh thì Trần Văn Thành không ở vị trí việt vị. Và đó là lý do anh có thể thoải mái nhận bóng mà tung ra tình huống dứt điểm. Được phối hợp sản xuất giữa VTV Cup và VFF cùng với công ty truyền thông thế hệ mới Next Media. Chúng tôi cũng sẽ truyền tải trực tiếp những trận đấu quan trọng nhất trên kênh On Sport News. Cú đá thẳng. Đó là tình huống đá phạt của cầu thủ mang áo số 12 bên phía câu lạc bộ U17 Nam Định, hậu vệ phải Hoàng Tùng Dương. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Tùng Dương đã thực hiện tình huống đá phạt không thực sự tốt. Đó là một cú đá thẳng nhưng lại có lực nhẹ và cũng không có cầu thủ tiền đạo nào của U17 Nam Định thực hiện những tình huống băng cắt trong pha bóng vừa rồi. Huỳnh Đăng Khoa, Trần Văn Thành, vẫn là Trần Văn Thành, cánh phải rất trống trải, dứt điểm. Rất tiếc là lại là một tình huống dứt điểm đưa trái bóng lên trời của các cầu thủ U17 Nam Định. Người đã có nỗ lực dứt điểm trong tình huống vừa rồi là tiền vệ tấn công bên phía cánh phải Chu Minh Cao. Cũng là một góc sút bên phía cánh phải. Rất nguy hiểm. Đăng Khoa. Vẫn là Đăng Khoa. Các cầu thủ trung vệ của Nam Định đã lăn xả và lấy thân mình để cứu thua cho đội bóng Thành Nam trong tình huống tấn công vừa rồi của đội chủ nhà U17 Sài Gòn. Những tình huống phản công rất hay của thủ U17 Sài Gòn. Có cảm giác như là U17 Sài Gòn đã bắt đầu bắt nhịp được với trận đấu trong pha bóng vừa rồi. Nếu như không có sự lăn xả của Bùi Văn Hoàng, rất có thể là lưới của U17 Nam Định đã rung lên. Việc thực hiện quả ném biên sẽ là cầu thủ trẻ Hoàng Tùng Dương. Tùng Dương dứt điểm. Cú đá quá nhẹ của tiền vệ trung tâm mà số 20 bên phía các cầu thủ Nam Định. Người đã thực hiện cú đá chân trái quá nhẹ vừa rồi là Ngô Văn Tráng. Tiền vệ và cùng với đó là thái độ chuyển đổi nhanh. Cú đá thẳng. Cú đá quá nhẹ của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đang là người chơi năng nổ và tích cực nhất và cũng là hiệu quả nhất trong tấn công của U17 Sài Gòn. Là chủ nhân của những tình huống dứt điểm. Đây đã là cú sút thứ hai của Huỳnh Đăng Khoa trong trận đấu này. Hồ Tấn Vinh. Đường chuyền hay. Dứt điểm. Vẫn là một tình huống hơi vội của tiền đạo Trương Nguyên Long. Hồ Tấn Vinh đã giành bóng và thực hiện đường chuyền xẻ nách rất hay cho Trương Nguyên Long. Trong pha bóng này, Nguyên Long hoàn toàn có thể đưa thêm những sự lựa chọn hoặc là cắt bóng sâu nữa vào khu vực cấm địa và chờ đợi những đồng đội lên hỗ trợ. Cú dứt điểm của Trương Nguyên Long cũng là một sự lựa chọn táo bạo nhưng thực sự là rất khó để có thể ghi bàn ở một góc sút như vậy. Các cầu thủ U17 Nam Định đang mất tuyến. Vẫn còn Đăng Khoa. Ra đây. Không vào. Cơ hội rõ nét đầu tiên của các thủ U17 Sài Gòn. Và đó là một tình huống tấn công lên bóng sở trường của đội bóng này. Vẫn là một kịch bản quen thuộc, giành bóng ở khu vực giữa sân và sau đó tạo ra những tình huống tấn công nhanh, tấn công trực diện. Và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đang là người khiến cho hàng phòng ngự của Nam Định gặp rất nhiều khó khăn. Dẫn bóng hay và thực hiện đường truyền rất vừa tầm để cho Hoàng Lưu Trọng Nhân băng lên dứt điểm.
1-0 cho các cầu thủ U17 Sài Gòn. Tình huống phối hợp quá tốt của các cầu thủ đội chủ nhà. Người thực hiện quả đá phạt đó là Hồ Tấn Vinh, tiền vệ tấn công xuất sắc của U17 Sài Gòn. Và có vẻ như người ghi bàn là trung vệ Hữu Trọng. Một pha phối hợp đơn giản nhưng nó lại mang lại hiệu quả tối đa bởi sự chính xác của những người thực hiện. Cú treo bóng hoàn hảo của Hồ Tấn Vinh. Và cùng với đó là tình huống chọn điểm rơi băng vào hết sức chính xác của trung vệ Nguyễn Hữu Trọng. Chúng ta cùng xem lại cách mà Hữu Trọng di chuyển chen vào giữa bộ đôi trung vệ của U17 Nam Định. Chọn điểm rơi và dứt điểm cận thành không thể cản phá. Tình huống dứt điểm ở cự ly chỉ khoảng 6m, bóng căng và găm thẳng góc cao trước sự bất lực của thủ thành Phạm Đức Hải. Những ưu thế của U17 Sài Gòn đã được thể hiện từ những phút cuối hiệp 1 và được duy trì ở trong những phút đầu tiên của hiệp 2 đã mang lại thành quả cho đội chủ nhà. Hữu Trọng ngày hôm nay thi đấu quá hay, anh là nhân tố đã theo sát tiền đạo đội trưởng Trần Văn Thành bên phía U17 Nam Định trong thời gian thi đấu của hiệp 1. Và vừa rồi thì Hữu Trọng đã trực tiếp lập công. Cáp Trọng Tú, vẫn là Cáp Trọng Tú, nguy hiểm. Không có tình huống dứt điểm của Lê Tuấn Anh, vẫn còn. Chống chết lại, không được. Nguy hiểm. Vẫn không có tình huống dứt điểm của các cầu thủ U17 Nam Định. Rất tiếc cho đội bóng Thành Nam trong tình huống vừa rồi. Họ đã có rất nhiều khoảng trống, rất nhiều cơ hội để có thể dứt điểm, nhưng các cầu thủ trẻ cứ loay hoay và không thể đưa ra được một tình huống dứt điểm thực sự quyết đoán. Chúng ta cùng xem lại vào bóng này. Đầu tiên là nỗ lực của Cáp Trọng Tú, sau đó là tình huống tranh chấp của Trần Văn Thành, người đã không thể dứt điểm ở pha bóng sau cùng là tiền vệ Ma số 8 Tạ Xuân Trường. Xuân Trường cần phải có một sự mạnh mẽ hơn và quyết định nhanh hơn trong pha bóng vừa rồi. Văn Tráng, Trần Văn Thành. Văn Thành đã chơi giạt biên khá nhiều. Trần Văn Hà, sau khi vào sân và Văn Hà đã chơi tốt. Hoàng Tùng Dương, Ngọc Minh rất bình tĩnh. Dứt điểm, không được. Cú đá của Văn Hòa, vẫn còn. Không có cơ hội dứt điểm. Bóng lộn xộn trước khung thành của các cầu thủ U17 Sài Gòn. Người đã không dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là Tạ Xuân Trường. Từ chiếc bóng đang là Đỗ Ngọc Minh. Đỗ Ngọc Minh không vào. Cú đá rất căng nhưng đi chệch cột dọc bên phía tay trái khung thành của thủ môn Hà Phú Hưng. Ngọc Minh đưa ra một lựa chọn khá táo bạo, đó là dứt điểm ngay cạnh hàng rào. Cú đá đi căng, có lực tốt nhưng hơi thiếu độ xoáy và nó không thể cuộn vào phía khung thành của các cầu thủ U17 Sài Gòn. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Đứng sau bóng lúc này đang là Minh Chiến. Minh Chiến là cầu thủ mới vào sân và đây sẽ là lần chạm bóng đầu tiên của Minh Chiến. Pha bắt bóng không tốt của thủ môn bất đắc dĩ Bùi Văn Hoàng và đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ U17 Sài Gòn. Và những người đã góp công mang lại bàn thắng thứ hai này cho đội chủ nhà đều là những cầu thủ mới vào sân. Tiền vệ Minh Chiến là người thực hiện cú đá phạt và người đã đệm bóng cận thành là tiền đạo Thanh Xuân. Tiền đạo Thanh Xuân cũng là một cái tên được đánh giá cao trong đội hình của U17 Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Và ngay ở lần chạm bóng đầu tiên thì Thanh Xuân đã có bàn thắng. Khó trách với Bùi Văn Hoàng khi mà Hoàng chưa có được trải nghiệm và chưa có được những buổi tập, những kỹ thuật bắt bóng. Đây là một pha bóng khó, bóng nửa nảy bật lên và Bùi Văn Hoàng đã không thể phán đoán tốt được điểm rơi của trái bóng. Bóng văng vào người của anh và bật ngược trở lại. Cũng có phần đáng trách đến từ các hậu vệ của U17 Nam Định khi đã không có ai hỗ trợ bọc lót cho Văn Hoàng trong pha bóng này.